tôi hướng dẫn các bạn ạ. Nha. Tôi hướng dẫn các bạn với các dấu ở sau mới biết bằng chúng ta. Đầu tiên này, đây là dấu này. Chấm này. Hỏi chấm này. Chấm này đúng không? Ngã. Chấm. Chấm cả. Chấm. Chấm. Xin mời các bạn vào hàng và chấm lại xuống. Cho đây là phải có mác 18 cộng đây. Đúng không? Chưa ăn phải quay đằng sau cho anh. Hôm nay đằng sau quay anh. Lắc không đi. Đằng sau chụp. Ngày 13 tháng 10 năm 2013. Chấm. Không, mày chụp anh quay gì? Tôi không biết tôi là ai. Hỏi chấm. Hôm nay trò chơi của chúng ta rất tuyệt. Hai chấm. Gồm chống đẩy phải phải như giống phải như mao vậy rồi đạp vịt hai chấm rất vui chấm than bầu như không có lúc bú chưa không rồi tiếp tục này những con vịt phải thi nhau bơi trong hồ chấm nhưng mà tôi hỏi chấm thắc mắc rằng tại sao nó sinh như vậy chấm than các bạn muốn biết tiếp không ạ? Tiếp không ạ? Tôi thay các bạn ta chuyển sang trò khác ạ. Anh chơi kìa nhỏ lắm Thảo ơi. Chúng ta cho bạn một tràng pháo tay vì đã sự dũng cảm chúng ta. Các bạn thấy chỗ ngồi của mình ạ. Ôi, phạt xong còn đập tay nhau thế. Chúng mình cùng chấm. Lỗ ở đây ạ.